Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương cùng với lại Bí Thư Già đang có mặt tại khu nhà của cháu Trà của bác ạ. Cô bác có thể nhìn thấy đây, ở đằng sau của anh em đây là chỗ nhà của cháu Trà cũng gần như là hoàn thành rồi, tầm khoảng 80% rồi. Đấy, hôm nay anh em vào đây để tiếp tục cập nhật cũng như là đo đạc cái và các anh em thợ đây đo cái mái để anh em tiến hành là về còn đặt tôn, đặt mái tôn. Ờ, gần xong rồi ấy nhỉ. Gần xong rồi. Nhà đẹp quá. Chào các anh nhá. Chào anh. Đang chít mấy cái lỗ kia à? Anh ơi, xong cái chỗ bếp này cho lên thêm một viên gạch nữa nhá. Vâng. Cho lên thêm xong là ở phía bên này thì cột cái thứ đã làm xong rồi nhỉ. Hôm này ra làm gì đấy hả? Anh em không nghỉ ăn cơm chưa à? Hả? Không ăn cơm chưa à? Sao xong rồi nhỉ? Quả này có tiền ăn Tết rồi. Nhỉ? Nhỉ? Hả? Quả này có tiền ăn Tết rồi. Không có tiền ăn Tết à? À, có tổng bao nhiêu người ấy nhỉ? À, có 4 người à? 4 người nhưng mà anh Trả làm nhiều hơn. Yeah. Anh Trả là công chính ở đây rồi. Anh Trả thì... À, anh hôm trước anh đo cửa với anh Cái rồi đúng không? Cái xong là anh đo tôn cho em luôn nhá. Anh cái đằng sau thì vẫn để đua ra để nó không phải hắt vào trong nhà này. Cái bên ngoài này anh cũng đo ra để cho nó thò ra ngoài dài dài một tí cho nó không phải hắt vào trong cái hành lang này nhá. Để cho nó thò 20 phân. Nó sẽ lỗ đen này. Thì bình thường bọn anh làm như nào thì anh hay làm nhưng mà mình vẫn phải làm thò ra ngoài ra cái này xa một tí để nó nước mưa nó không hắt vào cái hành lang đấy. Còn cái chỗ nền nhà của nhà cháu Trả đấy thì đợt trước thì lúc thời gian đầu bắt đầu khởi công thì em Dương cũng không khoang ngay vào, nhưng mà nghe anh cái trưởng thôn nói thì bên anh Long bảo là cô bác cũng có gửi cả tiền về thì hình như là lát ngày qua thì phải với ông Trả. Ôi ôi cái ông này. Anh Trả, cái nhà này là cả lát ngày qua nữa phải không? Không biết. Không biết á? Em tưởng là nói rồi. Nói rồi mà nó là cái lần xong nay mà khá là mà bởi vì là quỹ của cháu Trả là vẫn còn mái tôn của nhà cháu Trả ấy thì cũng có cô bác Mạnh Thường Quân cũng có gửi tiền riêng về để làm riêng rồi. À, đấy thì nhà cháu Trả là sẽ cũng là có cái này thì anh em sẽ trao đổi với bên chỗ anh Long cao nguyên đá sau. Còn bây giờ tạm thời bộ khung nhà chính ấy thì đã thu nóc xong này. Đấy, cửa chính thì cửa các thứ thì cũng đã đo rồi. Bây giờ tối hôm qua thì anh em cũng có đi đặt cửa rồi các bác nhé. Phòng các thứ đây. Đây, đây là phòng một là có chỗ nhà của cháu Trả đấy có hai phòng. Bao giờ cũng mở cửa sổ ra phía bên ngoài này đây. Nhà ở đây mát thông thoáng thì già nhỉ. Đây được mà. Bây giờ cho già cơ hội để đổi nhà, già chịu không? Có, sẵn sàng luôn. Sẵn sàng luôn à, nhà đẹp à. Nhất là được cái hiên thoải mái nhỉ. Là vẫn còn phải làm cái lan can nữa. Chắc là phải sẽ làm thêm cái lan can nữa bởi vì là cái chỗ hiên bên ngoài thì cũng khá là cao. Còn trước thì cái công trình phụ để làm phải bên ngoài này rồi. Đấy. Công trình phụ để làm bên ngoài. Khác với những cái nhà khác thì ở bên chỗ nhà cháu Trả thì cũng có cái làm bếp lò là cũng có làm cái ống khói riêng lạ ra ở đây. Đấy. Còn ở phía bên ở nhà bếp thì vẫn sẽ lên gạch thêm một viên nữa. Đấy. Ở cái gì nhỉ anh, đợt vừa rồi thì anh em cũng khảo sát và làm công trình phụ ở bên này à? Hả? Đúng rồi. Làm ở đây đúng không? Đúng rồi. Đấy, làm công trình phụ ở đây thì cũng tương đối là tiện. Rồi. Nói chung là chỗ nhà cháu Trả thì là cũng không có quá nhiều đất để làm. Để làm cái nền nhà. Đợt vừa rồi thì lúc khởi công và bắt đầu san nền thì bao nhiêu khó khăn vất vả thì các bác cũng đã biết rồi. Anh em đội thợ là anh em đội thợ đục đá là phải gọi là rút tiền nhà ra để đi thuê lại người khác về để đục đá ấy các bác. Đấy, vì là máy cưa máy máy khoan của anh em là hỏng là phải thuê đội khác phải làm.
Còn chỗ nhà của hai bố con em già thì đến hiện tại thì cũng đã cái nền nhà đã san xong. Tuy nhiên thì vật liệu thì anh em cũng đã đặt rồi, nhưng mà do cái thời điểm giáp Tết này có rất là nhiều công trình người ta vật liệu người ta gọi rất là khó. Đấy thì anh em cũng là đang chờ xem kết quả như thế nào. Đây ngày hôm nay thì anh em chúng cháu cũng có đến đây để cập nhật cái chỗ tiến độ là nhà của nhà cháu Trả, cũng như bảo anh em tiến hành là đo cái phần mái tôn để cho anh em còn đi lên trên Mèo Vạc còn đặt. Còn bây giờ thì nhân tiện hôm nay cũng đến đây thì cũng muốn đi xem chỗ cháu Trả 12 tuổi bị gãy chân đấy các bác. Hôm vừa rồi thì em Dương cùng với lại anh cái trưởng thôn cũng có vào thì biết là tình hình của cháu là rất là khá là nghiêm trọng và cần phải đến tiền tương đối là nhiều để đi tiến hành mổ lại chân. Thì hôm đó thì cũng không hỏi được rõ bởi vì là bà con cũng tiếng phổ thông thì cũng không biết nhiều ấy, thì sợ là cũng kiểu bác sĩ nói một đằng thì mình cũng hiểu theo một nẻo thì lại lúc đấy là hơi mệt, thì chắc là nay em Dương sẽ cùng với bí thư già sẽ đi hỏi lại xem cụ thể như thế nào nhé các bác nhé. Bây giờ thì mời theo anh em chúng cháu, xin mời toàn thể cô bác anh chị và mọi người theo chân anh em chúng cháu đi sang bên nhà cháu Trả để xem tình hình của cháu như nào ạ. Nên em Dương cùng với lại bí thư già cũng có đến chỗ khu nhà của cháu Trả ở đây rồi. Bởi vì là cũng có khá là nhiều cô bác cũng quan tâm về cái tình trạng chân cẳng của cháu Trả 12 tuổi ấy. Thì cũng không biết tại sao đợt vừa rồi thì cũng đã đi bó bột và cũng đã đi tháo bột ra rồi, sao bây giờ lại cần phải đến tiền của khoản tiền lớn như thế để mà phẫu thuật chân. Thì hôm nọ thì anh em cũng có hỏi qua nhưng mà bà con ở đây thì nói chung là cái tiếng dân tộc ấy nhiều khi nó sợ là bà con là như kiểu là cũng không hiểu được hết cái ý của bác sĩ người ta nói. Đúng thì hình như là gia đình tự tháo bột hay sao mới bỏ bột thế á. Ừ. Ô, mấy đứa này đang làm cái gì đấy nhỉ? Này có chị mẹ hả, mà con đó oxy à, cẩn thận này lại giống như cháu Trả ấy. Phải xui cái mồm. Đâu mấy đứa này con nhà này à? Này rồi từ à lúc chơi này nay từ nhé khó tốt này. À. Mỗi đứa một nhà một đứa. Chắc là quanh đây thôi đúng không? Thế thì thôi được. Đi vào trong này chỗ Trả đây. Chào Trả nhá. Mẹ đi đâu rồi Trả? Hả? Mẹ đi đâu rồi? Mẹ Trả đâu rồi? Ăn nhỉ thế gì mà Trả đâu? À, thảo nào lúc nãy mình từ dưới kia lên nghe tiếng trống tiếng kèn, đó là bố mẹ đi bên dưới để làm ma khô. Làm ma khô à? Đây. Tức là bà con ở trên này thì sau khi mà đưa người đã khuất đi ấy, vâng, như kiểu là được 49 ngày ấy đúng không? 13 ngày thôi. 13 ngày à? Đấy, 13 ngày. Tức là làm một lần nữa. Đấy. Như là làm cũng làm như kiểu làm đám ma luôn ấy. Đúng rồi. Nhưng mà lần này sẽ là làm nhỏ hơn. Đúng. Tức là đó, đưa toàn bộ đi hết sạch để cho nhà cửa không còn phải vướng bận cái gì ở đây nữa. Vâng. Là sẽ làm đi hết đi. Vâng. Thì đây Trả. Thì bây giờ gọi bố mẹ về được không? Hả? Hóa chị lỏ to to. À không, Trả cũng đi được. Bảo bé này không, đi gọi thôi. Không, ý là bây giờ gọi ấy. Sao quần áo của ai mà sao bỏ hết ở đây này? Cái này áo của Trả đấy à? À lúc cho đi rồi. Hả? Của người ta. Bởi vì cái phản đây rất là làm lâu ấy. Chân của Trả còn đau không? Hả? Ơ sao cái tay của mò thế à? Không đau bao nhiêu, tuy nhiên là mình nằm một chỗ thôi. Ừ. Đấy, còn đi lại không được. Không biết là già có biết hay không. Hôm vừa rồi thì em Dương cùng với lại anh cái trưởng thôn đi vào đây thì cháu Trả cũng qua cái đợt mà đi tái khám lại thì biết cái chân của mình là nếu mà không có tiền mà phẫu thuật ấy thì coi như là một bên chân của em sẽ bị hỏng luôn, gọi là bị tàn phế một chân luôn. Đấy. Thì cháu cũng lo, hiện tại cháu có mỗi 12 tuổi thôi thì cũng rất là lo cho cái tương lai của mình. Thì đã bật khóc nức nở luôn, gọi cầu xin anh em gọi là giúp đỡ cho thế có cái phiếu đi khám kia không Dương? Không biết, nhưng mà bây giờ chắc là anh em mình xem nhờ bé này đi gọi. Mấy bạn này đi gọi. Mẹ. Ơ hóa chị là họ. Nhá. Đi gọi bố mẹ chắc là làm nhau ở bên dưới kia. Có gì nhau không? Chị tao mù. Đâu rồi? Đi gọi hộ chú đi. Có gì lo sao nên ít tiền rồi nhỉ? Chơi với bạn đây, chơi đây.
Mà dốc như thế này cũng chả có chỗ nào mà chơi luôn. Quanh quanh ở chỗ này thôi. Vâng. À, bên chỗ mình là... tưởng là ở cái thôn này là làm còn nối liền ra đây chứ nhỉ? Vâng. Và ra là bên trong này là chuồn. Tưởng là ra hết luôn, tưởng ra bên này cũng chả có gì đây này. À thanh niên này. Chỗ này. Ra đây chú xem nào. Áo mới, áo mới. Ra đây, ra đây, ra đây. Đang đang đi. Đấy. Đấy, áo này hôm nọ thì em Dương cùng với là anh Cấy có mang vào. Vâng. Đấy, là ấm không? Cậu cũng có thay mặc áo này luôn rồi. So gì so? So gì so tu? So gì so chi nè? Hả? Mở lờ rồi. Lần nào vào cũng gặp là thanh niên là cầm một cái tô cơm, ăn cơm khô luôn. Cái này run thì có run không ấy? Đấy. Này. Mày này, uống thuốc à? Cái này cho uống thuốc tẩy run. Nhưng mà cũng bụng hơi hơi ấy nhỉ. Chắc là cũng như kiểu là chưa tẩy run bao giờ ấy nhỉ. Vâng. Nhưng mà mấy lần anh em mình vào trước đây thì cũng chưa được tham quan qua nhà một tí ở đây. Như thật sự là mình cứ tưởng là gia đình là cũng có con vật nuôi, nhưng mà trong này thì là cũng không còn một con nào luôn thật. Không có phân, cả năm là quá lâu rồi không có vật nuôi rồi. Quá lâu rồi ấy nhỉ. Vâng. Cả lợn, dê, bò là không có một con nào luôn. Đây, trong chuồn không có một tí phân bò hay là luôn phân lợn. Chắc là lâu lắm rồi đấy. Lâu lắm rồi. Bởi vì nếu mà mới bán đi hoặc là như thế nào thì chắc cũng vẫn còn nhìn là biết mà. Vâng. Thấy một hai con gà chạy quanh ở trong này thôi. Đây là vườn không nhà trống đấy. Có, chắc là cũng có vài con gà thôi. Đấy. Cho nên chắc là vì vậy nên không có tiền, mới không có tiền đi pháo thuộc đúng không ạ? À. Ở đằng sau này nữa này. Quanh đi quanh nhà trộm xem nhà một tí. Đằng sau này cũng có sử dụng cái máng này để hứng nước mưa này. Đúng rồi. Đây này. Cái này thật sự là hiến nước đấy. Ở đâu cũng thế đâu. Đấy. Nhưng mà khô cong này. Này đựng được cái gì á? Máng này mỗi lần mà nếu mà mưa về mà không rửa qua thì chắc cũng chả dùng được cái gì. Vâng. Nhà cửa thì cũng có khá tương đối là kiên cố so với mặt bằng chung của bà con, nhưng mà nói chung gia đình là không có một cái tài sản cái gì là quý giá cả. Đâu rồi? Cậu em kia về chưa nhỉ? Chưa về à? Vẫn chưa về à? Vâng. Ấy. Này gì đang lò má? Cô Pê đấy á? Lại đi bên kia rồi á? Chắc đi đón ma ở bên kia. Hả? Đón ma khô. Là ma khô à? Đấy. Bình thường là anh em mình là toàn đi bộ qua đường này. Đúng rồi. Hôm nay mới mò được đường xe đi. Nói chung là đường bé tí luôn. Thấy ông già gọi thử thế nào? Đây. Có lẽ là đi xuống xuống dưới này gọi luôn à. Nhà dưới này là hôm nay mới đi đón ma anh. Tà kia thế mùa tỏ đá rồi. Thì thế à, thế mùa tỏ đá à. Nhưng mà hôm nay không là một cho một thế à, thì cho phim gì. Cho phim. Đó là tỏ phim đó à. Vâng. Chào em nhé. Đó là tỏ phim. Đi đá ma về à? Đi đón ma. Nhưng mà ma khô này là bao nhiêu ngày? Ma khô này chắc ăn mai xong á, hay là như nào nhỉ anh nhỉ? Căn rồi tá táo rồi là... Là làm 2 ngày à? Hôm nay 1 ngày, mai 1 ngày. À. Hôm nay, có nghĩa là hôm nay không tính. Là tính từ đón về đến nhà thì mới tính. Đón về là như nào? Có nghĩa là đi đón ma ấy. Đi mò. Một tối. Lúc này một tòa mà căn căn mà tạ. Hôm nay đưa đón về là mai sáng sớm là đi luôn. Cái này hôm nào phải có cái dịp mà mình đi, nếu mà được bà con mà cho phép thì mình đi chia sẻ một lần mới hiểu rõ được nhỉ. Hôm nay nhờ tìm một cà phê cái to đó. Tôi xem mà. Tôi xem mà. Tôi xem. Còn này cũng được mà. Chia sẻ. Hôm nay anh vào đây ấy, thì anh cũng vào thăm chỗ cháu Trả một chút về cái chỗ chân của Trả ấy. Thì hôm vừa rồi thì hôm qua lúc anh vào đây thì cũng em không ở nhà thì gặp được vợ em thôi. Thì thấy hai mẹ con rồi cả bác ở bên trên này nữa cũng về khóc lóc bảo là chân của Trả là bây giờ bác sĩ người ta bảo là phải cần thêm tiền để đi làm mổ cái chân đúng không? Nhưng mà sao đợt trước anh thấy là bó bột rồi cơ mà. Bó bột rồi đi cũng vừa đi viện rồi cơ mà. Được đi viện là 1 tuần mà đúng không? Thế sao anh tưởng là lúc đấy đã nẹp được xương cả các thứ cẩn thận rồi chứ sao bây giờ vẫn lại phải đi mổ lại một lần nữa, hay là bị ngã như nào ở nhà, hay bị ngã như nào, lại bị trật khớp, trật da lại hả, như nào?
con thì mà ý giờ là một lần nó cái hải tiền tọt xe. À có nghĩa là mà giờ nếu một số bé chả ít xây nữa họ chỉ phua nữa họ khơi xí nè. Là để chín trồng, nên tôi cha chín trồng mà lo nhân ra mà nó đo một chú túi à, nó đo một thêm một bánh ở trong đấy đó sửa mà. Nên bây giờ này mà lại sửa tên này mà nên cho sao được tôi ăn chứ mà nên cho quê số mà sẽ thao tụt cha đi này thao đấy mà nên để lọc bây giờ mà nên cho thiết lập bự. Lúc mà có nghĩa lúc bó đi vào bệnh viện thì cũng có xương vụn đấy, có nghĩa là chỉ gới thôi, là nắm lại thẳng thẳng như nhau rồi mới bó bột. Thế cái chân ngày trước là đã bó bột ở trên bệnh viện rồi, anh tưởng là nó nắn lại được rồi, sao lại bây giờ lại phải cần tiền để mà mổ tiếp là như nào? Ý là chỉ nhó xuống này nhó chơi mà giờ để sai đồ chia món nó mà thế thì nếu như là tôi đang chơi mà tụt chả hao tiết đó đi mà tiết đó đi đâu muốn thì mà giờ mù thoát mù ý là mù mà lại để cầm mù đồng vào mà chỉ muốn nhớ nhớ ta là chỉ muốn nhớ mà tiết tiết đó lọt trên thiên xuân chúa thiên chúa khó có nghĩa là ông anh bảo là lúc cả nhà đang đi làm, các bé nhỏ thì đang đi học ấy, xong rồi một mình con ở trong nhà đói quá khát, xong rồi đi tìm thức ăn thì không cẩn thận, bởi vì không để ý là cái chân đang ở trong giai đoạn mà chưa cố định lại ấy. Xong đi ngã mới lại trượt cái xương ống ở đùi. Tức là đói khát quá đi tìm đồ ăn đấy, thì đấy. Chả may là mình là đã vẫn chưa cử động được thì đấy, bị ngã lại một phát xuống là bị chật lại cái chỗ xương mà bị gãy kìa. Đúng rồi. Xương thì mình cũng vừa mới ấy kia thì chắc chắn là nó chưa liền được. Người ta đang bó bột cố định lại, thế ra gia đình lại tự bỏ ra sớm gì làm gì. Thế đợt vừa rồi đi chụp chiếu xong là người ta có cái phim cho anh xem, mượn xem một tí được không? Ở đây chỗ này. Nhớ. Ông gặp nó cái. Cho anh xem một tí. Khổ thật sự là bây giờ gia đình thì cũng thiếu hiểu biết, mà cháu thì cũng còn nhỏ nữa thì cũng chả có đây này, có bác này. Ủa rồi hình như cái xương này lồi ra đây sao đúng không? Lồi ra rồi. Cái xương lồi ra đây thì phải. Ôi dồi ôi. Như thế này thì cái này thì bây giờ mà không mổ là mai lại nhiều chân là tàn phế luôn ấy. Đúng rồi. Nếu mà trượt cả xương ra. Bây giờ là phải giờ là phải mổ để nẹp lại xương à? Cái này phải bác sĩ, bác sĩ người ta làm như nào thì mới biết được. Còn được bản thân mình không cũng cong cả chân luôn này, có bác cảm giác như kiểu cái chỗ này lồi ra đây này. Vâng. Đấy. Cảm giác như kiểu cái chỗ xương này lồi ra bên này đấy. Cái này phải đi phẫu thuật xong là mổ. Cái này phải mổ ra để nẹp lại xương thôi. Cái này bác sĩ người ta mới làm. Đâu anh mượn xem nào. Ra ngoài này tối ấy. Không biết là lúc quay phim có nhìn. Ôi giời ơi. Cái xương lại to thế à? Hai cái xương nó bị như thế này này. Không biết là ở đây Minh thử quay xem là có nhìn rõ được không? Rồi. Không được. Có đây này. Chỗ này này. Đây cô bác đây. Hai cái xương nó đã bị lệch ra hẳn hai bên này đây này. Đấy. Đấy nó bị lệch hẳn ra hai bên luôn rồi. Cái chỗ xương bị gãy ấy bị lệch hẳn ra hai bên luôn rồi. Đây này. Đấy. Gia đình là đưa đi chụp lại thì cái xương nó đã bị lệch hẳn ra, là cái chỗ xương bị gãy. Bây giờ như thế này mà đắp thuốc nam thì làm sao mà khỏi được hả em? Không khỏi được. Không bao giờ khỏi được. Đấy. Cái xương này bây giờ mình phải nắn lại cái xương này cho về chỗ cũ thì nó người ta có thể nẹp lại xương thì may ra liền thì có cái ấy còn liền được, chứ còn bây giờ mà em đắp thuốc nam ấy thì cái thuốc nam nó chỉ làm cái thịt nó liền được thôi, còn chứ cái hai cái xương này nó đã bị tách ra như thế rồi. Đúng rồi. Thì đứng nó không có cái xương để mà trụ thì làm sao mà đứng được nữa. Kiểu nếu mà cứ đắp thuốc nam không đi bệnh viện sau này tàn phế thật đấy. Tàn phế thật, không phải lấy đùa đâu. Ôi dồi ôi, hai xương. Đúng rồi. Nó tức là bên trên này thì có cái xương cố ở bên trên này, nhưng mà bên dưới ấy, thì nó đã rời ra rồi. Hai cái xương nó không liền vào với nhau thì nó có cái gì để trụ đâu. Bây giờ đứng lên một cái thì nó xương bên này bên, ví dụ mà bên dưới này nó vẫn có cảm giác ấy. Nó sẽ cái xương bên đây mình đứng thì nó sẽ bị trồi lên, nó chọc lên bên trên này này. Bên trên này nó bị chọc xuống. Đấy. Làm sao mà ở được, phải hai xương nó phải liền vào nhau như này chứ. Mà hai cái xương nó đã bị cầm ra, nó lệch như thế này các bác này. Đấy,
bây giờ là phải đi cho bác sĩ người ta kéo lại xong là kéo lại xương vào, phải cái này bác sĩ nó bảo bà bảo là phải phẫu thuật đúng không? Bà hay tiệp phua như là phải mổ đúng không? Đúng. Đấy. Phải đi tuyến tuyến cao hơn đúng không? Bệnh viện cao hơn. Đấy. Bây giờ mà đây có bác, bạn là mỗi 12 tuổi thôi, cũng tuổi đời còn rất là nhỏ mà xương cẳng như thế này, dần gia đình thì thế bây giờ gia đình mình không có một tí tiền nào để lo cho cháu, đưa cho cháu đi bệnh viện để mà tiến hành mà điều trị thêm, thì bây giờ để như cháu như thế này là hỏng cả một đời người đấy. Cho thành chỉ mua khoản nhà chị một kho người chạy chè này rồi. Chỉ mua giải tám mua cháu cho tận gì? Bảo là được vừa rồi đi vào viện khá nể tổng cộng ở bệnh viện đấy là cũng vay của hàng xóm hơn 6 triệu về để điều trị. Và gia đình là không có con vật nuôi nào để bán ra giá trị để đi điều trị chân của em nhỏ này. Đây có bác, thì đợt trước thì anh Cái cũng có một lần kêu gọi thôi, thật sự là một lần nữa. Em Dương cũng rất là hy vọng toàn thể các cô bác cứu lấy đời của cháu Trả 12 tuổi này, bởi vì đời cháu còn rất là dài, có mỗi 12 tuổi thôi. Nếu như mà không có tiền để một phẫu thuật ấy, để mà nắn lại cái chân của em thì chắc chắn cả đời về sau thì chân của em cũng sẽ bị tàn phế. Thì cũng không biết là sẽ phải như thế nào. Gia đình thì một con vật nuôi có giá trị tầm khoảng 3-4 triệu thì cũng không có rồi. Vay mượn thì cũng đã vay mượn đợt trước để mà điều trị rồi, bây giờ thì không có nữa. Cũng hy vọng là các cô bác cũng đồng cảm với cháu Trả, giúp đỡ cho cháu một ít thêm, một ít kinh phí, mỗi người một ít để anh em chúng cháu có thể làm cầu nối đưa cháu bé đi để tiến hành là phẫu thuật và cho cháu điều trị chân cho nó khỏi hẳn. Thì rất là mong được nhận được sự đồng cảm của các cô bác ạ. Còn đấy, thì hôm nay thì anh em chúng cháu cũng mới vào đây thì mới biết được cái sự tình, cái chân của cháu thật sự là bị làm sao mà bác sĩ người ta mới bảo là phẫu thuật như thế. Mới biết là cái xương của cháu đã bị lệch hẳn ra như thế rồi. Mong là nhận được sự cứu giúp của các cô bác với cháu Trả. Còn bây giờ thì anh em chúng cháu cũng có công việc nữa, chúng cháu cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.